Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Bổn Thầy Hòa Thọ Mạng Nhã, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giả lai. Nhân là tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn Tăng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở cuối cùng ở trong phần tâm sở tình hảo hay là tâm sở tốt đẹp, đó là tâm sở trí này rất là đặc biệt. Mấy chúng sinh mà được an lạc hay và làm một việc tội lỗi mà hiểu biết được thì việc phước đó, đối với phước thì càng tăng trưởng rất là nhiều. Còn đối với tội lỗi nhờ hiểu biết được cho nên sự chờ đợi sẽ làm cho cái tội lỗi đó sẽ tiêu tan. Ở đây trước mắt thì chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ của nó. Có một danh từ thường thường được dịch là trí đó, tức là chữ nha ná. Nha ná nó từ cái ngữ căn là nha, có nghĩa là hiểu biết. Và cái chữ nha ná này nếu nó có một cái tiếp vào ngữ phía trước là chữ bá thì bá cộng với nha ná nó trở thành là ban nha. Ở ban nha thường thường chúng ta dịch nó là tuệ. Và cái chữ trí và tuệ thường thường được đi chung với nhau, như ngầm nói lên rằng cái tuệ là cái kết quả của cái trí. Mới cái khác là cái tuệ nó từ cái trí mà nó sinh khởi lên, bởi vì chữ nha ná chỉ là hiểu biết mà thôi. Còn chữ bá ở một cái từ ngữ bá ở phía trước đó, nó mang một tính chất nhấn mạnh. Mà nếu là từ nguyên thì chữ bá này nó giúp tắt được, cho nên chữ tuệ này chúng ta hiểu một cái nghĩa là sự hiểu biết này một cách trọn vẹn. Còn nha ná nó chỉ là một hiểu biết thường tình, mang một tính chất đặc biệt. Nếu ở một góc độ mà về đặc biệt ấy, thì chúng ta có thể hiểu ngầm rằng cái chữ bá này, nó là chữ tuệ này, nó hiểu thấu suốt. Còn cái chữ trí nó chỉ hiểu biết một cách cạn cạn, không có cái khác, nó chỉ hiểu biết một cách bình thường. Nó giống như là trường hợp một cái những người mà biết giá trị của vàng, biết giá trị của vàng thì họ nhìn cái thỏi vàng đó, họ biết là loại vàng này nó như thế nào, là vàng 14, vàng 18, vàng nguyên chất, và cái giá trị của nó ra sao. Và họ có thể hiểu được rằng là cái vàng này có thể làm những cái món trang sức với những mẫu mã hoặc là những cái kỹ thuật tinh xảo khiến cho cái vàng này nó trở nên có giá trị. Thế trường hợp này được gọi là trí. Còn cái tuệ thì nó chẳng những nó hiểu biết như cái trí đó thôi, nhưng mà nó còn biết cách làm ra được cái sản xuất ra vàng. Nó những từ những cái chất nào đó mà nó tạo ra được vàng. Nó cách khác nữa, nó trí này nó cũng biết nhân biết quả,
Nhưng mà cái nhân sâu thẳm thì nó không biết tới, tức là nhân xa nó không biết tới. Và đôi khi chữ trí nhiều khi bị nhầm lẫn, nhưng mà chữ tuệ không bị nhầm lẫn. Nếu nó ở góc độ đặc biệt là như vậy. Bây giờ chúng ta bàn về hai cái chữ hiểu biết, tức là về từ ngữ căn nha để trở thành chữ nha ná. Chữ nha ná tức là một cái sự hiểu biết, nhưng mà có hai cái loại hiểu biết, một hiểu biết của cái đời thường và một cái hiểu biết đặc biệt. Cái hiểu biết cái đời thường như là những cái môn học mà chúng ta trao đổi trở thành một cái tinh xảo, nó diệu dụng vô cùng. Ví dụ như nhà thờ Đức Phật có một vị lương y mà những cái bệnh nào vị đó cũng có thể trị hết. Nó là lương y Chi Quá Cá mà người Trung Hoa họ họ âm là vị lương y Kỳ Bá hay là Kỳ Bà. Và vị lương y này có những cái chứng bệnh ngặt nghèo trong cái thời đó, nhưng mà vị lương y này đã trị chức bệnh một cách rất là tốt đẹp. Tuy nhiên có một cái loại bệnh mà vị này không thể trị được, nó là bệnh tham, bệnh sân hay bệnh si. Người ta có thể trị những chứng bệnh mà ở bên ngoài, ngoài da hay là thân thể, nhưng không thể trị được. Nếu mà đối với những môn học bình thường bên ngoài mà đạt lên một cái độ tinh xảo như vậy, nó cũng nhờ có cái trí hoặc là cả 5-7 thứ tiếng mà biết rất rành rẹt. Cái ý tiếng Tây Ban Nha họ rất là thông thuộc, thông thạo giống như là cái người của xứ đó. Thì đó cũng dạng là trí, tức là những cái môn học đời thường. Hoặc có những học sinh, hoặc là có những thiên tài về toán học vân vân. Đây cũng là một dạng trí, nhưng mà đây trí của cái đời thường. Trí này nó chỉ có mang tới một cái điều lợi ích là khi có sự tận dụng của người khác thì cái tài năng đó mới được phát triển. Còn như không có sự tận dụng của người đó, người khác thì cái tài năng đó nó không được phát triển. Và cuối cùng nó sẽ bị lưu mờ. Ngược lại một cái chữ Ban Nha là cái tuệ đó, đó. Mọi người đã mà thấu suốt rồi đó, dù biết hay không biết nó vẫn mang tới lợi ích cho cái vị đó, dù người ta có tận dụng hay không tận dụng thì cái lợi ích cũng vẫn có cho người đó. Ở cho nên nó trong bài kinh Tam Bảo Dài hay là bài kinh Ratasutta đó, ở Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà thông suốt lý tứ đế, Như Lai gọi là bậc thiện trí thức, kẻ không còn đắm nhiễm thế gian. Câu chuyện ông nói là để cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài xác định rằng cái được gọi là bậc thiện trí thức không phải có văn bằng, không phải có cái địa vị, không phải có cái quyền uy, mà cái thiện trí thức này muốn nói là cái người mà thấu đáo được lý tứ đế, tức là đối với người này khổ đế đã được hiểu một cách cao tột, và tập đế là cái nguyên nhân sinh khổ đó đã bị người đó đoạn trừ từng phần, và cái sự tác chứng để mà chấm dứt cái khổ đó, người đó đã tác chứng, và con đường mà người đó thực hành để mà diệt trừ đi cái khổ, người đó đã thực hành. Và cái câu chuyện ngon này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng những người nào mà thông suốt lý tứ đế, Như Lai gọi là bậc thiện trí thức. Và câu sau để bổ túc thì Đức Phật ngài dạy rằng người đó là người mà không đắm nhiễm trong thế gian. Như vậy chữ trí mà trong góc độ của nhà Phật nó có một chiều sâu thẳm vô cùng. Ở đây sự hiểu biết chúng ta có hai loại, một loại là của đời thường, một loại thứ hai là đặc biệt. Cái loại đặc biệt này muốn nói rằng
người đó hiểu biết thế nào là lợi, thế nào là bất lợi, thế nào là có cái sự tốt đẹp và không tốt đẹp. Ở đây cho chúng ta thấy là một cái trí, mặc dù nó cũng có cái nét đặc biệt nhưng mà nó chưa phải được gọi là banh nha. Như ngày xưa Tiền Kiếp Bà ở Plavana là một cái cô gái nghèo khổ xấu, và trong cái mùa lễ hội đó, nàng không có cái chiếc áo mới, áo đẹp để đi dự lễ hội, và cô gái này chỉ vì một cái chiếc áo mới đẹp mà để mặc đi trong cái buổi lễ hội, có tình nguyện làm công cho một gia chủ trọn 3 năm để đổi lấy một cái mảnh áo vừa ý, tức là một cái sách vải vừa ý, và nàng rất là chăm chú để mà làm những cái công việc của mình, không hề bê trễ, không hề tắc trách trong những cái gì mà chủ đã giao phó. Thì bù đắp lại công của nàng này, và cho nên vị trưởng giả đó ngoài tiền công là một sách vải đẹp vậy tốt, còn tặng cho nàng thêm một sách vải khác nó cũng có giá trị trung bình. Và cái thời gian mà làm công 3 năm đó, nó chưa đủ trọn vẹn, nhưng mà nàng cũng vẫn được nhận cái thù lao đó. Thì bây giờ nàng có những cái bộ áo mới như vậy, hay là những sách vải mới vậy, nàng mới dự kiến là người ta sẽ ra xong, ta tắm cho sạch sẽ, xong ta thay một cái y phục mới để đền đáp lại 3 năm làm công không lương. Thì trên đường đi này nhìn thấy vị sa môn với áo bạc màu, y là cũ rách, thì cái tâm bi của gà nàng nó sinh khởi, nàng mới ngẫm nghĩ rằng cái người này không có áo như vậy chắc họ khổ như ta. Bây giờ ta có 2 cái áo, nàng có 2 sách vải, ta hãy cúng dường dân cho ngài 1 sách. Cái đó, tâm thiện này sinh khởi lên, nhưng mà tâm thiện này chưa có trí, chưa có trí. Nàng chỉ biết là hành động theo một cái bản năng của cái tâm thiện, và nàng cúng dường một cái sắc y trung bình đến cho vị trưởng lão. Nàng cũng không hề biết rằng là vị trưởng lão này là bậc thánh A-la-hán, nhưng mà nhận biết cái chiều tâm của nàng tốt đẹp vậy, cho nên vị trưởng lão này muốn làm cho tăng trưởng cái sự hoan hỷ báo của mình nhiều hơn. Cho nên ngài đã thay đổi cái y phục cũ và ngài đắp lên mình một cái bộ y mới mà do nàng cũng dường. Thì khi mà đắp lên bộ y mới đó, cái nàng này ở trong thấy rằng ồ, khi nãy ngài không có xinh đẹp. Ngài đã thường con người chúng sanh sẽ xinh đẹp nhờ những cái bộ áo mới, có những bộ áo mới thì sắc diện cũng có vẻ tươi tắn ra thêm. Thôi thì ta hãy tạo phước ở trong tương lai chưa mà. Đấy, bây giờ cái trí nó đã sinh khởi. Và nàng lại cúng dường cái bộ y cuối cùng của mình, tức là bộ y thứ 2 đến cho vị trưởng lão. Mà thấy tâm tư của ngài rất là nhàn hạ, ngài chỉ lộ vẻ mỉm cười, tức là hân hoan với cái phước của nàng. Cho nên nàng cảm giác rằng là vị thánh này hay là cái vị sa môn này có cái pháp an lạc. Và nàng đánh lễ xong, nàng có câu nguyện rằng bậc ngài do phước một con cúng dường 2 cái bột y đến cho ngài. Thì khi còn trong vòng luân hồi, con xin ở kiếp nào con cũng có một cái sắc đẹp mà khiến cho ai nhìn con cũng phải
say mê và sẽ mất đi tự chủ. Và xin cho con đắc được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Và vị sa môn tức là vị thánh a la hán chúc phước nàng sẽ được như ý. Rồi ngài ra đi. Cái sự ước nguyện của nàng đó nó có hai điều. Một điều thứ nhất á là có cái nhan sắc mức độ mà người khác nhìn vào phải đánh mất cái tự chủ, tức là mê mẩn tinh thần. Thứ hai là cái an lạc pháp. Thì cái ước nguyện thứ nhất nó thuộc về trí, thuộc về trí. Nhưng mà cái ước nguyện thứ hai á thì nó thuộc về tuệ. Bởi vì muốn được cái an lạc pháp, người ta phải xuyên suốt một cái quá trình. Cái an lạc pháp đây mới ám chỉ là cái trạng thái nó vô sinh bất tử, hay là một trạng thái mà không hề bị đau khổ. Và trải qua những kiếp về sau thì nàng sinh ra là một cô gái rất là xinh đẹp, có tên là Madanti, tức là người nữ gây sóng gió, mới chính là tiền thân của bà ở Lão Bình nè. Như vậy chúng ta thấy rằng cái trí nó có thể ao ước những cái gì mà nó đang có, hay là nó đang thiếu thốn. Ví dụ như người Phật tử chúng ta cái làm nhiều phước á, mình có thể là ao ước là kiếp sau mình sẽ đầy đủ những cái vật dụng, có thể có được những cái địa vị, có những cái tài sản, có được sắc đẹp, có được đông tùy chúng hay đông tùy tục, đúng không ạ? Mà tại sao vậy? Tại sao cái này được gọi là trí? Bởi vì người này hiểu được cái nhân quả. Như vậy một cái điều mà cho chúng ta hiểu biết á, cái trí ngoài cái sự hiểu biết thường tình thì cái trí đặc biệt ở đây muốn nói là cái trí hiểu được nhân quả. Nếu như không hiểu được nhân quả thì không ước nguyện được như vậy. Những người Phật tử chúng ta xin khi tạo phước thường ước nguyện vậy. Nhưng mà chỉ ước nguyện theo một cái thông lệ, theo một cái thói quen thì nó cũng có thể thành tựu. Nhưng mà rõ ràng là cái trí này nó còn hạn hẹp, trí này nó chưa có sung mãn. Nó tựa giống như một đứa bé vậy, nó cũng có hiểu biết là những vật dụng trong nhà nó là nó có cái lợi ích như vậy như kia, nhưng mà nó không biết quý trọng. Có những cái món đồ chơi mà nó yêu thích á, người nhà mua cho nó chơi một chút nào đó, nó cũng biết rằng nó có sẽ những cái này cổ xe, ở đây là những cái con robot không vậy. Nhưng mà nó sẽ không quý trọng, không quý trọng những cái món đồ chơi đó, và nó sẽ một phút nào đó nó ném bỏ. Như thế nào cũng vậy, người Phật tử chúng ta khi làm việc phước, chúng ta ước nguyện như thế này như thế kia mà chúng ta không biết được cái nhân quả thì chúng ta chẳng khác nào như là một cái đứa bé chỉ biết những cái công dụng của cái món đồ mà nó mới có trong tay. Và một lúc nào đó thì nó sẽ quên lãng. Ở đây khi mà biết nhân biết quả, không phải nói một cách chung chung là phước là có phước, không phải. Có phước là nhân, có phước cũng lại là nhân, chứ không phải có phước là quả, không phải. Chúng ta phải nhớ vậy, làm phước đó là nhân, nhưng được quả phước bây giờ nó là quả. Nhưng mà quả phước của mỗi việc phước nó không giống nhau, không giống nhau. Và tùy cái nhân gieo thì cái quả tương ứng nó mới có. Chứ không phải mình làm việc phước nào đó là mình đạt được mọi thứ như mong cầu mà. Nó phải có một cái sự tương ứng với kết quả của nó. Như hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta vừa trình bày là ngài đó cung bắt cá, mặc dù là một người lùn nhưng ngài có một cái âm thanh rất là di diệu,
Cái ngày giảng pháp là tính chúng rất là hài lòng, rất là thích thú về cái âm thanh tốt đẹp của ngài. Và ngài được Đức Thế Tôn mang cho cái địa vị là đệ nhất về thuyết pháp với âm thanh ngọt ngào, đệ nhất. Mở ra trong tiền kiếp á, ngài làm cái việc gì? Về tin xưa rằng nó trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Phúc Xá, cách đây 92 đại kiếp á, tiền thân của ngài chỉ là một con chim. Nó là một con chim thanh tước hay là một con chim sẻ mà dân gian chúng ta gọi là con chim cu gáy. Nói là gọi cái chim này nó có tiếng hót rất là hay. Thì một lần nọ con chim nhìn thấy Đức Phật Phúc Xá ngự đi thất tịch ở trong vườn ngự quyển, nó rất là hân hoan và nó hót lên những cái tiếng diêu dương của nó để nó cúng dường đến Đức Phật Phúc Xá. Cách đây 92 kiếp ta đất. Rồi một lần nọ con chim nó khởi lên một cái tâm muốn cúng dường đến Đức Phật Phúc Xá. Bây giờ cái mùa xoài nó đang chín rộ ở trong vườn ngự quyển, thì con chim cô gái này nó đi tới một cây xoài và nó hái được một cái trái xoài, mỏ của nó ngậm cái cuống xoài và nó cố gắng bay về. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với vị thị xì nhã của ngài đang ngự đi bát thực, nhìn thấy con chim nó bay tới chần dần trước lối đi của ngài, ngài hiểu ý và ngài đưa tay lấy cái bát từ trong tay người thị giả của mình, rồi ngài dở nắp bát ra và con chim đặt cái quả xoài nó vào ở trong bát của Đức Phật Phúc Xá. Sau khi mà đặt bát xong á, nó hai cánh ta, hai cái cánh của nó chắc lại như là đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mỉm cười và con chim đó nó hân hoan, nó hót lên những cái tiếng hót du dương và ngọt ngào quyến rũ im tai, lại cúng dường lên Đức Phật Phúc Xá. Do cái nhân lành đó cho nên vào thời Đức Phật chúng ta thì ngài Phát Giá, ngài có biệt hiệu là Lắp Cung Bát Cá, tức là người bị lùn, có cái âm thanh rất là di diệu, tức là để nhất về giảng pháp. Cho nên trong khi mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta có những cách bố thí, hãy bố thí sắc thì được sắc, bố thí thinh là được thinh, bố thí hương thì được hương, và bố thí xúc thì được xúc, bố thí vị thì được vị. Cái quả nó tương ứng với nhau, chứ không phải là mình làm cái nhân nào đó mà cái quả nó giống nhau, không phải. Nó không phải. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Hình như trường hợp bà Visakha vào cái cuộc đám cưới của bà đó, thì gia đình bà là một cái người rất là giàu có, tức là cha của bà là ông Thanh Anh Trái Giá, có một cái túi tiền mà có ông có thể phát lương cho bốn đạo binh chủng của vua Bình Sa Dương. Nghe vua Bình Sa Dương muốn thử xem rằng là cái phước, năng lực phước của cái ông Thanh Anh Trái Giá này như thế nào, cho nên kéo một cái đoàn quân gồm có bốn cái đội quân, bộ binh, xa binh, mã binh và tượng binh đi tới và nói rằng này Thanh Anh Trái Giá, trẫm muốn chứng kiến cái thần lực của ông, tức là cái phước đặc biệt của ông. Ông hãy phát lương cho bốn đồng quân của ta được hay không? Thì ông Thanh Anh Trái Giá nói dương được. Và ông lấy cái túi tiền của ông ra, cứ bao nhiêu người là ông móc tiền ra, ông phát lượng. Và ông cứ phát trọn vẹn cả bốn binh chủng đó mà túi tiền ông không hết, nghĩa là không bao giờ hết.
Và điều này được ghi nhận ở trong Tạng luật Bộ Đại Phẩm. Bộ Đại Phẩm hình như là quyển Đại Phẩm, Đại Phẩm 2. Phật tức là có một cái phước báo đó. Thì bà Visakha đó là con của ông trưởng giả này nè, trên cái ngày mà đám cưới của bà đó thì cha của bà cho bà một cái chiếc áo choàng đệ nhất giá trị, đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà điểm thứ hai mà kia là một cái của mà hồi môn về nhà chồng á, người Ấn Độ rồi rất là thích bò, ai có bò nhiều thì người đó giàu. Cho nên từ ở chỗ kinh thành Sakita mà để về thành Vương Xá, về thành Xá Vệ đó, thì cứ 4 cây số để ông đặt ra một cái cống rất lớn, nó gọi là một cái ga vũ tá đó. Cứ mỗi ga vũ tá tức là 4 cây số, ông đặt một cái cống rất lớn, và 3 ga vũ tá như vậy tức là khoảng 12 cây số. Và khi mà bà lên đường về nhà chồng á, ông bắt đầu mở những cái cửa chuồng bò của ông ra, và những con bò bò từ trong chuồng nó tuôn ra, nó chạy theo bà Visakha, nó chạy tới một cây của tá tức là 4 cây số đó, thì nó cấm nó đánh lên để báo hiệu rằng là con bò nó đã tới cái mốc đã định trước. Và chuồng bò cứ tiếp tục mở để cho những con bò nó đi ra. Khi đến gà vũ tá thứ hai tức là khoảng 80 số, thì một trống nó đánh báo hiệu, từ đó đến cho cái trống thứ hai, trống thứ nhất biết, trống nhất là đánh báo hiệu cho gia đình biết. Và đến cái gà vũ tá thứ ba, tức là đến khi con bò đầu tiên mà nó chạm vào cây số thứ 12, thì bây giờ tiếng trống ở đó đánh lên báo hiệu, thì tiếng trống này lan tới cái trạm thứ hai, trạm hai đánh lên để báo hiệu, và trạm nhất nhận được tin nó đánh lên để báo hiệu cho ông trưởng giả đóng cửa chuồng bò lại. Nhưng mà đóng không kịp, đóng không kịp, cho nên có tới 6.000 con bò sữa nó tuôn ra khỏi chuồng đi theo. Và Tiêu Thị Khương nghe gia thoại này mới ngạc nhiên, đó, tại sao mà bà Visakha đã giàu vậy mà lại có thêm 6.000 con bò sữa tuôn ra vậy, mà ông Thanh cái giá thì không thể bắt về được. Nói Phật nào nói là này Tiêu Thị Khương, đây chỉ là cái quả dư sót mà cỡ Visakha làm trong quá khứ. Trong thời gian thời Đức Phật Ca Diếp thì tiền thân của Visakha là cô công chúa thứ 7 của Đức Vua Kí Kí. Đức Vua này có 7 nàng công chúa. Đúng là có 8 nàng công chúa, nhưng mà nàng công chúa thứ nhất vừa nghe pháp xong của Đức Thế Tôn Kassapa đã chứng quả là Hán và viên tịch ngay trong ngày đó. Còn lại là 6 cô công chúa. Xin lỗi, còn lại là 7 cô công chúa. Thì khi nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp thì 6 cô công chúa chị mới bàn nhau rằng chúng ta nên xuất gia. Riêng cô công chúa á thì nói rằng đây các chị xuất gia đây, em ở lại em hộ độ các chị. Và cô công chúa này có cái mỹ hiệu là Sankhadasi, tức là cái người nữ nô lệ của Chư Tăng. Tức là nàng rất cung kính Chư Tăng, và khi Chư Tăng cần điều gì đó mà nàng biết được thì nàng sẽ cúng dường cái món đó đến cho Chư Tăng. Thì một lần nọ đó, nàng cùng với các người trong hoàng cung, nhất là Đức Vua cha của nàng là Kí Kí, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 68.000 vị tỳ khưu tới thọ thực tại hoàng cung. Sau khi các ngài đã dùng hòa thực xong rồi á, thì nàng mới cúng dường cái sữa tươi, sữa tươi. Và nàng này nỉ cho 68.000 vị tỳ khưu xin các ngài hãy dùng chút ít cho nàng có phước, và chiều ý nàng, bởi vì nàng là một cái người tín nữ mà được cái mệnh danh là Sankhadasi, chứ tăng cần gì thì nàng cũng sẽ
cúng dường cái món đó. À. Cho nên Chư Tăng rất là hân hoan với cái tâm mà tốt đẹp của nàng, cho nên mặc dù là no lòng thì các ngài cũng thọ dụng cho nàng hân hoan. À. Do mà nài ép Chư Tăng dùng cái món sữa tươi tốt đẹp như vậy, cho nên cái quả dư sót thôi, quả dư sót, quả mà còn sót lại rất là kém đó, là có 6.000 cái con bò sữa nó tô ra khỏi chùa để nó cung ứng cái sữa cho này. Cái này cũng dường cái gì đó, chúng ta được cái quả nó tương ứng chứ không phải nó không có tương ứng, cái trí nhận biết được như vậy thì mới gọi là biết rõ nhân như quả. Mà chúng ta thường nghe là Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai giảng dạy danh pháp lễ cho bất tử, ai cho tu sĩ lễ cho tất cả, đúng không? Mỗi cái nhân nó đều có một cái quả riêng biệt hết, chứ không phải nó giống nhau bao giờ hết, không giống nhau hết. Nếu mà cái trí chỉ nói là phước có phước, tôi biết có phước, thì cái trí đó còn hạn hẹp, mà cái trí đó nó chưa phải được phát huy. Nếu phải biết được nhân cái quả đó là một cái điều là tốt rồi đó, tốt rồi đó. Nếu phải cần sâu thẳm thêm tí nữa để nhận thức được cái quả này nó sẽ cái nhân này sẽ cho cái quả kia, nó quả tương ứng chứ không phải giống nhau, không phải nó kiểu chung chung nhân nào quả nấy hay tâm thiện cho quả thiện, nói được như vậy. Nói vậy cũng không phải là trí, nếu cái lá trí còn cạn cợt. Như vậy chúng ta có thấy rằng là cái trí nó có nhiều cái hạng mục như vậy. Trí mới sanh, trí còn yếu ớt, trí nó đã trưởng thành, trí đã sung mãn. Chúng ta có thể hiểu rằng cái nha ná cũng giống như con sư tử con vậy. Còn anh nha là tuệ đó, nó cũng tựa giống như là một con sư tử đang trưởng thành. Hoặc là nếu mà trí ví như con sư tử đang trưởng thành thì tuệ nó cũng giống như là con sư tử có sức lực đang trong thời sung mãn. Nên trí tuệ thường thường là đưa đi chung nhau là như vậy. Cho nên chúng ta từ đó chúng ta phân tích, chúng ta nắm bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta mới trở lại một cái tiêu đề chúng ta gọi là trí. Trí chúng tôi trình bày gì? Là trí ở trong đời thường, tức là hiểu biết nhiều cái môn nghệ thuật hoặc là những môn nghiệp nghệ và thiện xảo trong những nghệ thuật đó hoặc là những cái nghiệp nghệ đó. Cái trí này nhà Phật vẫn khen ngợi, nhưng mà nó không phải là cái mục tiêu mà yêu cầu cho người Phật tử chúng ta có được. Mà chúng ta yêu cầu có được là cái trí ở trong cái trường hợp đặc biệt, trí đặc biệt. Mà trí đặc biệt là trước mắt là chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà có trí tức là người biết nhân quả. Nhân quả. Nếu người mà không biết nhân biết quả đó, mà làm việc một cách làm việc thiện bình thường á, thì xin thưa cái quả của nó rất là hạn hẹp, rất là nhỏ nhoi. Mà nếu mà người mà làm việc phước còn mới có trí thì cái người này phước báo rất lớn là một, thứ hai nữa nó mang tới cái lợi ích. Cũng thời giống như ví dụ là cũng thời mà hai người cùng đào đất với nhau, công sức cũng mở ra như vậy. Nếu mà người này một người A đào đất rồi họ gieo xuống với những cái hạt giống nó không phù hợp với đất thì dĩ nhiên kết quả nó không có được dồi dào sung mãn. Ở trái lại người mà có trí cũng đào đất, cũng cày đất, cũng công sức như vậy, nhưng mà họ chọn hạt giống nó phù hợp với mảnh đất, nó thích hợp với mảnh đất, thì dĩ nhiên người thứ hai này nó có kết quả sung mãn hơn, kết quả nữa tốt đẹp hơn.
Đó là ví dụ thứ nhất. Một ví dụ thứ hai, cái một người, hai người cùng đi tìm nước cho đò. Mọi người đi tới khi gặp mảnh đất nào cứ đào cái sới, thì dĩ nhiên cái khả năng mà có nước đối với người thứ nhất này nó rất là thấp kém. Nghĩa là cái xác suất để mà đào có nước rất là kém, rất là thấp. Đó lại người thứ hai, họ không giỏi đào mà họ nhìn chung quanh, họ lấy cái chỗ nào mà họ theo cái sự hiểu biết họ có thể có nước, hoặc họ áp tay xuống dưới đất, họ nghe tiếng nước chảy róc rách ở dưới đó. Thì họ sẽ bảo đào ngay chỗ đó, thì cái kết quả nó sẽ nhanh chóng và nó sẽ được cái xác suất nó cao hơn. Đây là trường hợp Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta trong một cái lúc mà dẫn cái đoàn thương mua mình băng qua sa mạc, chẳng ai nước hết, sa mạc đang nóng bỏng, nghĩa là đoàn sắp sửa chết khát. Thì Bồ Tát chúng ta nhìn thấy những khóm cỏ xanh, ngài cảm nghĩ rằng nơi đây hẳn là có nước. Ngài đi tới nó để thay gì sẽ đào nước cho đó, ngài đi lần và cứ một phút ngài áp tay xuống, ngài tìm đúng cái mặt, tức là ở phía dưới cái đám đất đó đó, ngài nghe tiếng róc rách chảy. Thì đám cỏ xanh kia nó có nước thật sự, nhưng mà nó không có đáng để mà phải đào tốn công sức. Mà ngài nghe cái tiếng nước chảy róc rách ở dưới đất đó đó, ngài kêu đào. Và đào lên thì sẽ có đầy đủ cho cả đồ. Như vậy cũng vậy, ví dụ này cho chúng ta thấy rằng cái người mà làm việc có trí ấy, họ vừa làm việc nhanh mà kết quả cao. Còn mới làm việc mà không có trí đó, nó vừa chậm mà lại kết quả nó không có, đôi khi nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Vậy trước tiên là chúng ta phải nói về cái phân biệt từ nhân quả. Thứ hai, cái người này nhờ có trí đó mới nhận định được mình là thuộc dạng người như thế nào, và mình thực tập những cái pháp thiện như thế nào. Còn không có trí là cứ nghe là cứ hành, cứ bảo là cứ hành. Nếu mà người có trí thì họ sẽ không có thực hành liền đâu, mà họ xem xét lại cái điều này có phù hợp với cái thực trạng mình có hay không, cái điều này có phù hợp với cái cơ tánh mình hay không. Như trong bài kinh Không Ô Nhiễm của Trung Bộ 1, bài kinh số 5, thì Đức Xá Lợi Phất ngài mới giảng là này, chư Tỳ Khưu, có bốn hạng người xuất hiện trên thế gian này, là cái hạng người mà ô nhiễm nhưng mà biết rằng mình ô nhiễm, và hạng người thứ hai ô nhiễm nhưng mà không biết mình đang ô nhiễm, cái hạng người thứ ba là không ô nhiễm nhưng mà không biết mình không ô nhiễm, và hạng người thứ tư là không ô nhiễm mà biết mình không ô nhiễm. Tại lúc sáng vấn này mà giải rằng này chưa hiền, trong bốn hạng người như vậy thì cái hạng người mà có ô nhiễm, biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm, hai hạng người này là thù thắng. Cái hạng người không có ô nhiễm, người có ô nhiễm mà không biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà không biết mình không có ô nhiễm, thì hai hạng người này, hai hạng người này là thấp kém. Quý vị lưu ý chỗ này nha. Cái hạng người ô nhiễm, có ô nhiễm á mà biết mình có ô nhiễm, ở Đức Xá Lợi Phất này khen là thù thắng.
Mọi người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm, Đức Xá Lợi cũng khen mình, à, khen hạng người này là thù thắng. Còn hạng người mà có ô nhiễm mà không biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà không biết mình không có ô nhiễm, Đức Xá Lợi Phất này chê cho là thấp kém. À, mà kinh này đặc biệt, chỗ này rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Đức Mục Kiền Liên mới hỏi rằng thưa hiền giả, do cái nhân gì, do cái duyên gì mà trong hai người có ô nhiễm, một người thì một hai người đấy thì hiền giả tán thán rằng là thù thắng, một hai người thì lại là khiển trách là thấp kém. Trong hai hạng người không có ô nhiễm, do nhân gì, do duyên gì mà một hạng người thì hiền giả tán thán là thù thắng, một hạng người hiền giả tán thán là cho rằng là thấp kém. Thì Đức Xá Lợi Phất ngài giải thích như vậy: với những người mà có ô nhiễm nhưng mà biết rằng mình có ô nhiễm, thì người này sẽ thanh lý hay là thanh trừng, hoặc là diệt đi, hoặc là áp chế, hoặc là cải thiện lại, không cho cái ô nhiễm nó sinh khởi. Và người này khi mà mệnh chung sẽ mệnh chung với cái tâm nó được trong sạch, nó không bị vướng mắc cái ô nhiễm. Bởi người này biết rõ cái ô nhiễm cho nên cố gắng tinh tấn nỗ lực đi diệt trừ ô nhiễm đó, thì tương lai sẽ chờ đợi người này là gì? Là tâm nó sẽ không còn ô nhiễm. À, cũng ví như một cái bát, Đức Xá Lợi Phất đưa ra hình ảnh giống như một cái bát. Cái bát đó nó đầy bụi bặm, nó bám vào, và người chủ á biết rằng á cái bát này nó đặt ở nơi nhơ bẩn, nó bị những bụi bặm nó bám vào, cái bát này sẽ không sử dụng được, không thể đựng vật thực, không thể đựng nước uống được. Và cái người này mới đi lau sạch chiếc bát đó, rồi đặt lên một chỗ không bụi bặm. Và mỗi khi mà có bụi bặm tới thì người này sẽ lau sạch chiếc bát đó, không để cho bụi bặm nó dính vào. Thì càng lúc chiếc bát này nó càng trở nên trong sáng, bởi vì những bụi bặm đó được lau sạch. Và người chủ này sẽ không đặt ở nơi có bụi bặm. Cũng giống như cái hạng người có ô nhiễm nhưng mà biết mình có ô nhiễm, thì một điều mà cần chờ đợi, một điều mà chờ đợi là sẽ khởi lên, là một lúc nào đó người này tâm sẽ được trong sạch, không có bị ô nhiễm, không có gì nữa. Ở trên đó hạng người này thì là được xem như là thù thắng, xem như thù thắng. Rồi, một cái hạng người mà có ô nhiễm nhưng mà không biết mình có ô nhiễm thì điều gì sẽ chờ đợi? Vì không biết mình có ô nhiễm cho người này không có nỗ lực, không có tinh tấn, không có cố gắng gì trừ những ô nhiễm đó, thì người này có thể mình chung ở trong những lúc tâm còn vướng mắc tham sân si, những cái phiền não. Và cái điều mà chờ đợi cho cái người này là phải rớt xuống phận cảnh. Cũng ví như một cái bát nó đầy bụi bặm để ở chỗ đầy bụi bặm, và người chủ này cũng không biết rằng chiếc bát này nó bụi bặm và nó đang ở trong những cái chỗ bụi bặm. Và người này sử dụng chiếc bát nó không lao không chùi, và cứ sử dụng những cái món vật thực ở để trong đó, hoặc là những món thức uống ở trong đó, thì chính người chủ nhân này sẽ bị bệnh hoạn bởi những cái ô nhiễm từ một chiếc bát này. Cho nên hạng người này là thấp kém. Lời dạy này của Đức Xá Lợi Phất cho chúng ta thấy rằng á, cái bát nó làm bị ô nhiễm, tức là cái tâm lý chúng ta bị ô nhiễm, mà đặt cái chỗ bị ô nhiễm nữa, tức là cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm. Mà chúng ta cần phải biết được cái môi trường, tức là cái chỗ đặt bát nó có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Rồi, nội thân của chiếc bát đó nó có ô nhiễm hay không, có bụi bặm hay không, bụi bặm như thế nào cũng vậy.
Trong cái việc mà thực hành pháp của chúng ta hoặc là những thực hành những thiện pháp của chúng ta đó, để chúng ta phải biết rằng là không phải chỗ nào mình làm phước nó cũng có được tốt đẹp, không phải. Bởi những cái chỗ bụi bặm đó mà mình đặt hạt giống tốt vô thì nó sẽ không có kết quả tốt. Nghe người ta nói làm phước là mình phao thủy mình đi làm phước, mà mình không có thiếu trí chỗ này. Để bởi bản thân của mình á, chưa phải là bậc thánh, mà bản thân của mình nó còn ô nhiễm. Mỗi lúc chúng ta làm phước là chúng ta đi tìm kiếm một cái gì đó nó trong sạch, nhưng mà cái nơi mà chúng ta gieo hạt giống đó, nó không trong sạch. Trên Đức Phật mà dạy chúng ta đó là nên cúng dường, đáng cúng dường. Dĩ nhiên ở trên một góc độ nào đó thì chúng ta cũng có phước đó, bởi vì cho một con vật chúng ta có được 100 lần phước mà, cho một người ác giới chúng ta có 1000 lần phước. Nhưng phước đó nó nhỏ nhoi. Nếu người có trí đó, thì cũng là một cái bát cơm đó mà cho cái bậc có giới hạnh thì được tới 10.000 lần phước. Cho nó bậc thánh thì 100.000 hoặc 1.000.000 lần phước. Đấy, có trí thì làm cái ít mà phước nó nhiều. Còn không trí đó, làm nó nhiều nhưng mà kết quả chẳng là bao. Bởi sao? Bởi vì nơi đó có bụi bặm. Nơi đó có bụi bặm. Cho nên chúng ta phải có trí để mà xét ra. Thứ nhất, nội thân mình bị ô nhiễm bởi tham sân si. Nó chi phối, bây giờ tạo những việc phước để diệt trừ cái tham sân si đó đi. Để ra được những cái quả lành. Nhưng mà cái quả lành đó ở nơi ô nhiễm, như là ngày dạy rồi đó, ruộng có cỏ dại là độc hại, người có tham sân si là độc hại. Cúng dường đến những bậc mà không tham, không sân, không si thì quả phước vô lượng. Như vậy thì đem gieo cái hạt giống phước của mình xuống cái ruộng mà có đầy cỏ dại, tức là có làm tham sân si không cũng đã, còn thì kết quả mình nó không là bao. Nên là như phước mà thiếu trí, kết quả nó nhỏ nhoi. Bây giờ trả lại vấn đề là Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cái hạng người mà không ô nhiễm mà không biết mình không ô nhiễm cũng là rơi vào pháp kém. Tại sao vậy? Những người này cái gì có thể chờ đợi xảy ra? Người này vì không biết mình không ô nhiễm cho nên không có nỗ lực ngăn chặn những cái gì ô nhiễm nó phát sinh lại. Bởi vì không biết. Rồi thì cái người này có thể từ trần ở trong lúc mà có tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là những bất thiện pháp trong sinh hoạt, và khổ cảnh sẽ chờ đợi người này. Và Đức Xá Lợi Phất định đưa ra cái hình ảnh, ví như một cái bát nó trong sáng, nó không bị bụi bặm, nhưng mà người này á, đặt nó vào một cái chỗ cũng không bụi bặm, nhưng mà người này không biết rằng cái bát nó không bụi bặm và cái chỗ nó không bụi bặm. Và lâu ngày rồi thì cái bát nó sẽ bị bụi từ bên ngoài bám vào, và cái chỗ không bụi bặm đó nó cũng sẽ bám vào, Để rồi chiếc bát nó trước đây nó không có bị bụi bám vào, chỗ đặt bát nó không bị bụi bám vào, nhưng mà không tinh tấn, không nỗ lực để lau chùi nó hay là quét dọn nó thì một lúc nào đó cái bát kia nó bị bụi lấp, bụi từ bên ngoài bám vào, và cái chỗ đặt bát nó cũng bị bụi lấp rồi. Như thế nào vậy? Của một số người họ sinh ra từ trong một gia tộc rất là tốt, một cái truyền thống nhà rất là tốt, nhưng mà họ không nắm bắt được. Một lúc nào đó thì họ sẽ trở nên đê tha trụy lạc. Đây là cuộc đời, hình ảnh của cuộc đời bên ngoài. Bây giờ hình ảnh của cái cuộc sống nội tâm, tức là cái cuộc đời của các vị tỳ khưu. Một số vị tỳ khưu đã có cái đời sống ly gia cắt ái, từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình. Cái bát này nó tốt rồi,
sống đời sống trong gia đình, trong giáo pháp này, cái chỗ đặt bát nó tốt rồi. Cái bát kia trước đây nó tốt, nó trong sáng, nó không có bụi bặm, bởi vì nó đã dám chấp nhận lìa bỏ cái đời sống gia đã tốt rồi. Nhưng mà không có năng, không có để tâm tinh tấn nỗ lực để lau chùi nữa. Thì một lúc nào đó bụi bặm từ bên ngoài bám vào, tức là cái bụi bặm này sắc tinh hương vị xúc ở bên ngoài nó sẽ lấn sâu vào ở trong tâm để phát sinh cái phiền não. Rồi cái chỗ ở hay là cái chỗ của cái đặt bát đó, tức là cái giáo pháp này đó, những người này sẽ cảm thấy chán nản, cảm thấy không hài lòng, không ưa thích, không còn vui thích ở trong học tập nữa, và từ bỏ để trở về cái đời sống thế tục. Cho nên có vị tỳ kheo đó hơi ngạc nhiên, mà tại sao cái đời sống giáo pháp này nó tốt đẹp như vậy, mà cái người bạn mà phẩm hạnh của mình, đó là người bạn thân mình á, dù khuyên can cách nào cũng dứt khoát từ giả để trở về với đời sống thế tục. Nên vậy thì con này mới đi tới trình bạch với Đức Xá Lợi Phất, bạch Đức Tôn, bạch Đức Xá Lợi Phất, con có người bạn là vị tỳ kheo đồng tu giờ đã hoàn tục. Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng này tỳ kheo, cái sự kiện này sẽ khởi lên, một vị tỳ kheo mà không gìn giữ các môn quyền, một vị tỳ kheo mà không biết tri túc, biết đủ ở trong ẩm thực, đó là ăn uống, một vị tỳ kheo mà không biết có cái niệm tỉnh giác thức tỉnh, thì cái đời sống, hy vọng rằng có cái đời sống ở trong giáo pháp này được bền lâu, điều này không xảy ra, không xảy ra. Này tỳ kheo, giới vị tỳ kheo mà có sự gìn giữ các môn quyền, có biết đủ ở trong ẩm thực, tức là ăn uống vừa đủ, thứ ba nữa là có cái niệm tỉnh giác, tức là luôn luôn thức tỉnh, thì cái đời sống vậy này, hy vọng rằng sống trọn đời trong giáo pháp này, không trở về với đời sống thế tục, điều này có thể xảy ra. Bởi vì thấy rằng cái thu thúc bốn thu thúc cái môn quyền á, rất là mắt nhìn thấy sắc trần, không nắm lấy tướng chung, không lấy nắm tướng riêng. Tức là nhìn là chỉ biết là sắc bắt, không có nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, gọi là thu thúc con mắt. Nghe âm thanh, không nắm lấy âm thanh đó là tiếng chung hay tiếng riêng, đó là thu thúc âm thanh. Còn lúc cái lỗ tai, vân vân. Do những nguyên nhân nào khiến cho tham ưu, do nguyên nhân nào khiến cho những phiền não nó sinh lên, vị tỳ kheo ấy áp chế và trừ diệt cái nguyên nhân đó. Mà biết được nguyên nhân đó chính là cái trí. Nguyên nhân nào khiến cho cái phiền não, cái tham sân nó sinh lên, đó là cái trí. Và biết vừa đủ trong ăn uống, rồi biết ghi nhớ chánh niệm, những cái biết đó nó thuộc về trí. Một cái trí là gọi là trí đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy rằng với người mà có trí vậy đó, họ sẽ được tự bảo vệ được họ. Rồi cái người mà không ô nhiễm như vậy đó, mà không biết là mình không ô nhiễm, giai đoạn rất là tốt. Nhưng mà vậy sao nó bị những cái dục trần, sắc thinh hương bị sốc, để tài tình danh lợi nó chi phối, tài tình danh lợi kia nó thâm nhập vào trong nội tâm, để trở thành cái nội tâm đó nó trở thành là ô nhiễm. Và điều gì chờ đợi xảy ra là cái người này sẽ mệnh chung trong lúc mà có tham sân, có những phiền não, nó cũng ví như một chiếc bát trước đây trong sáng, đặt vào chỗ trong sáng, nhưng mà người đó không biết rằng, người chủ nhân không biết là chiếc bát mình trong sáng chỗ này nó được không bụi bặm, nên không khéo lau chùi, không khéo quét dọn, thì một lúc nào đó chiếc bát bị bụi bặm từ bên ngoài bám vào,
chỗ đặt chiếc bát đó sẽ bị bụi bặm từ bên ngoài bám vào. Cho nên hai người này được gọi là thấp kém. Còn hai người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm. Thì Đức Sa La Phất này khen gọi là bậc ưu thắng. Cũng giống như một người mà biết rằng cái quả phước mình nó đang trổ. Mình đang thuận lợi nhiều mặt. Và biết rõ rằng ở đây cái sự tốt đẹp mình nó có, nó là quả của thiện pháp. Quả thiện pháp. Biết rõ như vậy. Cũng giống như cái người mà không có ô nhiễm, biết rằng mình không ô nhiễm. Đây chúng ta nói về bên ở ngoài. Còn trong nội tâm chúng ta nó nghiêng về thiện, lìa bỏ những bất thiện, thích thú về thiện và nhàm chán những cái bất thiện, hân hoan với những việc thiện và không hài lòng đối với những ác bất thiện. Người đó biết rõ như vậy cho nên tinh tấn nỗ lực để ngăn từ những cái nhân nào mà nó làm khiến cho cái ô nhiễm phát sinh lên. Cũng tự giống như một cái người có cái chiếc bát trong sáng đặt vào ở chỗ không bụi bặm. Và người chủ biết rằng chiếc bát này rất tốt bởi vì nó được trong sáng và cái chỗ này nó không có bụi bặm. Người này cố gắng không cho những bụi bặm từ bên ngoài nó xâm nhập vào trong chiếc bát. Mà một khi nó có xâm nhập vô thì người này lau chùi ngay. Và không cho những bụi bặm bám vào cái chỗ đặt chiếc bát. Một khi có những bụi bặm nó đi vào cho đặt chiếc bát thì lập tức trên nó phải gây dạy ra. Giai đoạn đầu cái giáo pháp này rất là trong sáng, nhưng mà từ khi giáo pháp này được bên ngoài, được bên ngoài đó là hàng tại gia cư sĩ cung kính, được hàng tại gia cư sĩ mến mộ, được hàng từ đại gia cư sĩ cúng dường, thì một số ô nhiễm nương theo đó sinh khởi. Cái đời sống ngày xưa của các ngài nó thanh tu đến mức độ mà các ngài ở dưới cội cây, ở đống rơm, ở nơi thanh vắng, nhưng mà đôi khi còn bị ô nhiễm chứ hay không nói chi bây giờ thì nó nhiều cái vật chất quá, thì cái đời sống này nó càng bị ô nhiễm rất là nhiều. Nhưng mà nếu không biết gạt bỏ, đại sinh thưa rằng đừng có tưởng là mình giảng pháp nhiều tính chúng ái mộ đó là điều tốt, chưa hẳn. Bởi vì đồ chúng mà nhiều rồi mình nương theo cái đồ chúng đó, mình thích thú những đồ chúng đó, mấy những cái ô nhiễm nó đã sinh khởi rồi. Đây là trường hợp con vị tỳ khô có tên là Kapila. Vị tỳ khô Kapila này thuyết pháp rất là hay, có nhiều đồ chúng ái mộ rồi được cúng dường rất là nhiều, và từ đó vậy đó sinh ra ngã mạn và cho rằng mình là một cái người mà có phước nhiều vậy hả. Nhưng mà cuối cùng á thì mệnh chung là tái sanh xuống địa ngục A Tỳ và thời Đức Phật tái sanh làm con cá ở sông Acchiravati, và con cá được tên là con cá Acchi. Hai câu chuyện đó đều biết. Nhưng mà không né không tránh, chẳng khác nào cái người mà trước đây không ô nhiễm mà trở thành ô nhiễm, trả theo những cái thị hiếu của đại chúng mà không có nương theo pháp, không giữ gìn pháp, những ô nhiễm đó nó sinh khởi. Hôm nay được rồi, nhiều người ái mộ, nhiều người thích thú, người khen tặng, chưa hẳn đó là việc phạm, chưa hẳn. Nó chẳng qua là chạy theo đúng thị hiếu mà thôi. Mà phải biết thế nào là nhân, thế nào quả, thế nào là pháp, thế nào là luật.
Thì cũng giống như cái người mà biết cái chiếc bát này nó không ô nhiễm thì ngăn chặn, cố gắng lau chùi, kéo gắng làm sao cho cái bụi từ bên ngoài không bám vào. Thì giáo pháp này vốn nó không ô nhiễm thì đừng để cho những ô nhiễm từ bên ngoài bám vào. Thì người này được Đức Xá Lợi Phất ngài khen ngợi là bậc ưu thánh. Tất cả những điều đó muốn nói lên cái trí đặc biệt của cái tâm sở trí. Nói cách khác, cái trí mà đặc biệt này cũng giống như con sư tử, nó đang hồi sung mãn thì nó có thể làm nhiều cái việc khác, và nó thẩm sâu hơn nữa thì nó sẽ đi vào cái tuệ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với quý vị ở những cái thời pháp sau. Hôm nay chúng ta chỉ nói lên cái giai đoạn đầu của cái trí, tức là tâm sở trí. Chúng ta còn tới hai hoặc ba cái thời pháp sau để giải thích về cái thời tâm sở trí này. Và thầy giáo hôm nay chúng tôi nghĩ cũng vừa phải lẽ, báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong cái ngày quan hỷ thọ dụng để được sự an vui tịnh lạc, thì chúng tôi cũng không quên, cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi quan hỷ thọ dụng thì xin gia hội chư tôn, chư tôn đức tăng luôn được có thể kinh an, gia hội cho quý sư cô được căn tâm thường an lạc, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận lợi trong đời sống, được an vui tịnh lạc và được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Dạy, Nam mô Thầy Mẹ Dạy, Nam mô Sang Cả Dạy. Nếu như yên tâm thì chúng ta sẽ có tới 3 hoặc 4 thời pháp về cái tâm sở trí này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải trình quý vị nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề của cái tâm sở này vậy. Và chúng tôi xin gửi mức lại đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Dạy. Dạ, con thay mặt cho chúng chúng trong đạo tràng thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ đã giảng dạy cho chúng con hiểu về đến về cái vi diệu pháp tâm sở hữu trí tuệ. Điều này thì nó rất hơi là khó, chúng con cũng ráng cố gắng để hiểu thêm. Và bây giờ thì thời đến đây cũng tạm. Và bây giờ thì qua các phần pháp đàm thì những cái câu hỏi của quý vị có thể nêu lên trên đạo tràng hoặc là cầm mic hoặc là BM cho Holy, thì những cái câu hỏi của quý vị rất là quý giá để chúng ta cùng học tập và hiểu biết thêm. Kính thưa sư, một người có giới phạm lỗi với một người không có giới phạm lỗi thì người nào lỗi nặng hơn, và chúng tôi chỉ dạy. Và con kính đức thánh mời tôi ạ. Và con copy cái câu hỏi qua cho sư. Và thưa sư, có chút mặt bếp không thưa sư? Như là sư đã dạ con tính ra tinh thần rồi chứ ạ. Dạ, cái câu hỏi này không biết ai hỏi mà cũng cũng hay, mà chắc hình như cũng có cái vấn đề gì. Họ người có giới phạm lỗi với một người không giới phạm lỗi, người nào lỗi nặng hơn? Cho nên mọi người có giới phạm lỗi và mọi người không giới phạm lỗi thì cái quả ác nghiệp như nhau, quả ác nghiệp như nhau. Còn bởi vì cái giới và cái nghiệp hai cái nó khác nhau. Cái giới là một cái điều ngăn cấm, nó giống như cái nội quy. Còn cái việc làm đó nó tạo những cái hậu quả. Cái hậu quả đó nó có cho nặng hay nhẹ. Thì trong nhà Phật á, cái luật báo nó không hề phân biệt. Nó không phải, nó phân biệt là cái người biết phạm
nhà cái người không biết mà phạm. À, thì cái người không biết mà phạm nó nhẹ hơn cái người biết mà phạm, không phải. Cái nghiệp quả nó không hề phân biệt, là cái giai cấp nó không bị phân biệt, là cái trí thức hay là không trí thức, nó không phải, nó không phân biệt là cái dân quê hay là quan viện. Ông quan mà phạm vào cái việc làm đó như là sát sinh thì cái quả cũng như nhau. Mọi người nông dân phạm vào giới sát sinh cũng như nhau. À, đó là cái về cái việc làm, tức là cái nghiệp. Còn cái giới là những cái điều mà ngăn cấm, tức là giống như cái nội quy. Ví dụ giống như là quân đội có quân kỷ, kỷ luật quân đội. À, trường học thì có những cái nội quy của những học sinh đó. Và một cái vừa vi phạm cái điều này. À, thì vừa vi phạm cái nội quy mà vừa vi phạm cái việc làm xấu. Bởi nội quy thường thường là những nội quy tốt. Thì cái vi phạm mà cái điều xấu, ví dụ như học sinh mà đánh lộn, học sinh mà đánh đánh nhau, thì nó vi phạm vào cái nội quy của cái trường học đó. Nhưng mà sự kiện đánh nhau như vậy á, mà nó có thể gây những cái kết quả nghiêm trọng, những điều luật hình sự như nhau, chứ không phải vì học sinh có cái nội quy này mà cái luật hình sự nó giảm, không phải. À, không phải người nông dân không có cái nội quy này mà cái luật hình sự nó giảm. Các tình tiết của luật hình sự nó như nhau, cho dù đó là học sinh, cho dù đó là người nông dân, à, cho dù đó là người dân thường, mà cái tình tiết của cái sự vi phạm này nó có cái khung của cái luật hình sự như nhau cả. Nó phải vì là học sinh, à, vì ra là học ở trường đại học này, học trường đại học kia mà giảm án, không có, như nhau hết. Nhưng mà người học sinh này vừa phạm nội quy mà vừa phạm luôn cả cái luật hình sự. À, cho nên nó mắc cái đó. Cái giới cũng giống như cái nội quy vậy. Nhưng mà ngược lại, người mà có giới đó, họ biết rằng đây là cái điều xấu, biết rằng đây là điều xấu, à, thì họ chưa cãi, họ không vi phạm nữa, và họ sẽ cố gắng nỗ lực để mà xóa bỏ những cái lỗi đó. À, giống như trưởng lão đó, ngài trưởng lão là tên, là có cái tên gọi là Pháp Cú Ná. Ngài mới nghe, ngài mới nghiệm suy rằng á, ồ, tại sao mà Đức Thế Tôn á bắt những cái vị tỳ khưu là phải sám hối với nhau, trong khi nghiệp quả thì chẳng như nhau. Không phải vì tỳ khưu phạm vào cái nghiệp đó mà cái người dân hay là người cư sĩ phạm vào cái nghiệp đó mà nó khác nhau, nhưng mà vị tỳ khưu mà biết mình phạm cái lỗi đó đó mà bày tỏ sự sám hối với nhau thì cái giới được trong sở biết hối lỗi đó, đó biết đó, đó. À, nó giảm nhẹ đi. Cũng giống như cái trường hợp chúng ta vừa trình bày nãy, giống như cái người mà có ô nhiễm mà biết rằng mình có ô nhiễm, cố gắng lau chùi cái bát nó sẽ trở nên càng ngày càng độc sáng. Cho nên vị trưởng lão Pháp Cú Ná này có nói rằng á, che giấu mưa giăng lại, phơi bài mưa không giăng lại. Thường thường cũng dập chiều mà nó che giấu là những hạt mưa rớt xuống sẽ giăng lại rất là mạnh, mà sẽ giăng lại rất là mạnh. Còn nếu mà có dập chiều mà phơi bài ra trống á, thì những giọt mưa đi xuống đi thu được không giăng lại. À, cho nên khi mà sám hối thì làm giảm nhẹ đi cái tội. À, không sám hối họ làm cho cái tội nó thêm nặng. À, mà sám hối là làm cái giới mình được trong sạch lại. À, cũng giống như cái người học sinh phạm nội quy, chịu chấp nhận phạt, bị phạt, phạt là cái người học sinh nó trở nên là người học sinh tốt trong cái trường đó. Bởi vì cái lỗi đã phạm rồi, đã chịu phạt rồi.
Thì là học sinh nó trở thành người học sinh tốt. Nên người mà có giới mà phạm lỗi á, và một người mà không giới phạm lỗi á, thì nếu nói về cái giới thì người không giới họ không phạm vào cái giới, nhưng họ phạm cái nghiệp. Rồi còn người mà có giới phạm lỗi, họ phạm cả hai cái, vừa giới và vừa nghiệp, vừa giới và vừa nghiệp. Nhưng mà khi họ sám hối, tức là thế giới họ là trong sạch, và nhờ cái biết đó đó, cái biết đó đó, người đó làm giảm nhẹ đi cái nghiệp của mình, là cái nghiệp ác của mình, là cái. Cho nên cái trí ở chỗ này, phạm lỗi mà biết mình phạm lỗi nè, và phạm lỗi mà không biết mình phạm lỗi, thì cũng giống như hình ảnh cái người ô nhiễm mà biết mình ô nhiễm, và cái người ô nhiễm mà không biết mình ô nhiễm. Thì giữa hai hạng người đó thì Đức Sa Lợi Phất ngài khen ngợi cái người ô nhiễm biết mình ô nhiễm, tự biết mình ô nhiễm, và ngài chê trách người ô nhiễm mà không biết mình ô nhiễm. Và chúng ta nên nắm bắt nha, giới và nghiệp hai cái lĩnh vực nó khác nhau, mặc dù có những lúc nó như là liên hệ với nhau, nhưng cái phạm trù của nó là khác nhau. Giới cũng giống như nội quy, còn nghiệp ví như là việc làm. Các thầy thôi, thầy xin chúng ta san sẻ với quý vị như vậy, và xin gửi lời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích. Dạ, con thay mặt cho một cái chi trong đầu đạo tràng kính tri ân đến thầy tòa giáo họ. Bây giờ con có một cái câu hỏi thứ hai. Kính thưa sư, học pháp có phát triển tâm sở trí huệ không ạ? Hay là do nhân kiếp trước nên tâm sở hữu trí huệ mới phát triển, mới phát sinh? Kính sư giải thích thêm mà. Học pháp nó không phải là nhân đã phát sinh trí tuệ, mà học pháp nó chính là duyên để nó giúp cho cái trí tuệ nó sinh khởi phát sinh lên. Học pháp không phải là nhân để sinh trí tuệ, mà nó là duyên. Còn một cái bài giờ chúng ta thử phân tích nha. Còn một cái thời pháp như vậy của Đức Thế Tôn này thuyết, tại sao cái người nghe lại chứng đắc được, một cái người nghe là không chứng đắc? Cũng là thời pháp đó, thì cái học pháp nó cũng giống như cái thời pháp đó. Mà tại sao một cái người chứng đắc được, mọi người không chứng đắc được? Thì câu trả lời chúng ta phải nói là do duyên trí. Có trí của người người chứng đắc được là mới có trí, còn người mà không chứng đắc được mà thiếu trí. Như vậy rõ ràng rằng cái thời pháp đó chính là duyên để làm cho cái trí tuệ của người đó nó có cơ hội phát triển, nó có cơ hội được tăng thịnh, được tăng trưởng lên. Ở một góc độ nào đó chúng ta phải hiểu như vậy. Quý vị thử hỏi bây giờ một người học thuộc lòng mà không hiểu gì hết, những bài kinh đọc ra lào lào mà không hiểu gì hết, thử hỏi người có thể gọi có tí được hay không? Chúng ta thí dụ một số vị nhà sư của hệ Nam Tông đọc những kinh Bali, đọc bài nào đó thuộc ào ào vậy đó, thuộc lòng, nó là học pháp đó. Không những bài kinh ra tụng Bali mà học pháp đó. Nhưng mà không hiểu gì hết thì thử hỏi cái sự học pháp nó có tí được hay không? Bây giờ trở qua những cái vị Phật tử bên Bắc truyền như thế vậy, học những bài chú như là chú giảng sinh rồi chẳng hạn vậy, Nam Mô A Di Đà Na Tất Ba Bà Tỳ vậy, vân vân, hay Yết Đế Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế, hay là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, sắc bất tị thị không, không bất thị sắc, sắc bất thị không, không tức thị sắc, đọc thuộc lòng như vậy nhưng mà không hiểu, thì thử hỏi có trí được hay không?
Như vậy là chúng ta phải thấy là cái học kinh đó đó nó chỉ là duyên để cho cái trí nó có điều kiện nó sinh khởi. Mà nếu không cố gắng, không nghiền ngẫm, không suy tư, không tìm hiểu thì trí đó nó không có, nó chẳng qua là người học thuộc lòng. Cũng giống như người ngày xưa chúng ta đi học vậy đó, cũng giống như ngày xưa chúng ta đi học vậy đó. Cô giáo nó bắt chúng ta học là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu biết mới là đạo con. Học thuộc nó trả bài rõ rõ được điểm lớn được cao, nhưng mà núi Thái Sơn là gì đâu qua chúng ta hiểu, nước trong nguồn là gì đâu chúng ta hiểu, hoặc là do là tiên học lễ hậu học văn trả bài thì thuộc lòng đó, nhưng mà đâu biết rằng cái học lễ là học cái gì, học văn là học cái gì nha. Để học pháp nó cũng chỉ là duyên thôi, chứ đâu phải là cái nhân để mà phát sinh trí. Nhân phát sinh trí nó có nhiều cái điều kiện khác. Một mặt là chúng ta sẽ có ba cái, nếu mà nói về trí chúng ta có ba loại là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là cho dù rằng trí văn là đọc một cái bài về văn đó chúng ta hiểu. Đọc một cái bài kinh đó chúng ta hiểu, chúng ta hiểu do nghe, chúng ta hiểu là cái bài kinh này nói như vậy như thế nào như thế nào, nhưng mà chúng ta chưa có suy tư để mà thấy, để mà hiểu sâu thêm. Ví dụ như một bài kinh mà chúng ta thường tụng niệm, nghe cái bài lễ bái Phật bảo của hệ Nam Tông chẳng hạn, có đem với lòng thành kính chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Cái câu đó đó, cái câu mà chúng tôi vừa nói như vậy đó, nếu chúng ta đọc thuộc giống như người Phật tử Nam Tông cái đọc thuộc như vậy không á, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng thành kính làm lễ chư Phật trong tam thế. Ở đây chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ đúng, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai đúng, nhưng mà chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này sai. Bởi trong kiếp hiện tại này, trong kiếp hiện tại này chỉ có một Đức Phật mà thôi, thì không thể sử dụng chư được, chư là nhiều. Thì cái giai đoạn đầu mà chúng ta tụng cái bài kinh vậy đó, chúng ta hiểu có chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, thì làm duyên để cho nó chúng ta sinh khởi cái trí được, cái này gọi là trí văn. Nhưng mà khi mà suy tư chúng ta thấy có một cái điều bất ổn nằm cỡ đó, trong hiện tại này không có chư Phật được mà chỉ có Đức Phật. Nói Đức Phật hiện tại là Đức Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Trong kiếp hiện tại này chỉ một con Phật mở mà, một Đức Phật chánh giác mở mà, không có chư được, không có nhiều Phật được. Cái này đó là cái trí suy tư. Mà chúng ta thấy cái chỗ nào còn khuyết điểm nè, chứ đâu phải rồi nghe xong là chúng ta cứ y cứ đó mà không hành, không có. Cái đó là trí tư chúng ta, trí tư. Rồi còn cái trí tu, cái trí tu thì hỏi là cái có trí đó có phải là do cái chủng tử quá khứ không? Xin thưa, có hai trường hợp. Một trường hợp là chủng tử quá khứ, một trường hợp là hôm nay. Hôm nay chúng ta đã tích lũy, nó không phải là cái trí bẩm sinh mà nó có trí du nhập. Trí du nhập, nó phải là trí bẩm sinh. Nha. Nhưng mà thí dụ, đâu phải ở trong kiếp quá khứ mà chúng ta có cái trí học thông thuộc các ngoại ngữ. Không có. Không có trí nào quá khứ mà thông thuộc các ngoại ngữ cả.
Nhưng mà hôm nay chúng ta thông thuộc các ngoại ngữ, đó là cái trí ở bên ngoài nó du nhập vào, nó không phải là cái trí bẩm sinh, không phải trí bẩm sinh nè, không phải là trí tự có nè. Mà cái trí mà chúng ta thông hiểu được là tiếng Anh, thông hiểu được tiếng Hoa, thông hiểu được tiếng này đó, do chúng ta học tập, tức là do nhân hiện tại này, trí này phát sinh ra nhân hiện tại nè. Ở trên trả lời rằng có phải là sự có trí này nó phải là nhân chủng tử trong quá khứ không? Nó có nhân chủng tử trong quá khứ, có, mà đồng thời nó cũng có nhân trong hiện tại, chứ không phải chỉ là trong quá khứ không, là cái gì cũng cãi quá khứ có gieo thì về mới có. Vậy giả giả sử rằng giờ cái quá khứ mà không gieo là giờ không cách nào có được hay sao? Không cách nào có được hay sao? Nó giả sử rằng quá khứ mà chúng ta không có gieo cái nhân chủng tử đó, trí đó, thì trong hiện tại là không có cách nào mà chúng ta có trí được hay sao? Cũng phải có chứ. Mà cái trí trong hiện tại này nó chính là do nhân hiện tại chứ không phải là do chủng tử quá khứ nữa. Cho nên trả lời câu hỏi này chúng ta có hai cái cách giải quyết. Một là ở trong quá khứ cũng có, đó là chủng tử trong quá khứ cũng có, mà trong hiện tại này cũng có. Mà cái trí bẩm sinh này nó không do cái duyên ở trong hiện tại này thì nó không phát triển. Chúng ta ví dụ là những cái gì mà có trí có thể chứng đắc được đạo quả là hết. Chúng ta nói nha, có những gì có trí mà có thể chứng đắc được đạo quả là hết, nhưng mà ở trong kiếp đó mà không gặp Đức Phật, mặc dù giáo pháp vậy là Đức Phật có giảng, nhưng mà không gặp Đức Phật thì không thể phát triển, mà không thể phát triển không thể chứng đắc được đạo quả là hết. Chứ không phải những người mà có như là đạo quả là hán đều gặp được Đức Phật rồi. Họ thấy hai bà la môn già dẫn nhau đi, Đức sao là Đức Phật hỏi Đức An Ta là mẹ An Ta có thấy hai vợ chồng bà la môn già này không, có biết không? Nghe Bạch Thương Long còn biết. Đức Thế Tôn nói vậy là cái người chồng á, nếu lúc còn tuổi trẻ đó, còn tuổi trẻ đó mà xuất gia đó, thì người chồng có thể chứng quả A La Hán, người vợ chứng quả A Na Hàm. Vào lúc mà trung niên, nếu mà xuất gia thì người chồng chứng quả A Na Hàm, người vợ chứng quả Tư Đà Hàm. Xế xế niên xuất gia, người chồng chứng quả Tư Đà Hàm, người vợ chứng quả A Na Hàm, A quả Tư Dự Lưu. Nhưng mà này là nay cả hai loại tài sản là tục sản, thất sản đều không có. Như vậy thấy là người có duyên lành chứng quả A La Hán mà không gặp Đức Phật trong những thời điểm tốt nè, họ về già rồi đó, tự quỷ hoại đấy, cái trí mà thì làm sao mà chứng quả này nè. Đấy là điều này được ghi nhận ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú, mà ở trong hình như là bộ Đại Phẩm cũng có ghi. Cho nên cái trí có thể chứng quả A La Hán mà không gặp Phật được, đây cũng không có nhân duyên để cho cái trí nó phát triển để không chứng đạt được đạo quả như con mẫu chịu trên. Cho nên ở trong hiện tại là chúng ta tạo nhân trí cũng có, trí phát sinh do nhân trong hiện tại cũng có, và trí phát sinh do chủng tử ở trong quá khứ cũng có, chứ không nhất thiết phải là chủng tử trong quá khứ. Chúng ta ngay trong hiện tại này chúng ta cũng thể có tạo nhân trí được, chứ không phải là cái gì cũng đổ cái giao cho cái quá khứ để quyết định trong hiện tại này. Chứ hẳn trong hiện tại này chúng ta có thể quyết định trong hiện tại, chứ không phải gì cái gì cũng giao quá khứ hết. Nó là câu trả lời chúng ta muốn nhấn mạnh cho quý vị rằng chúng ta nỗ lực tinh tấn, chúng ta tạo nhớ biết cái cách mà tạo ra những nhân trí, biết cách tạo làm duyên cho trí, thì chúng ta có khả năng ngay trong kiếp này, ngay trong giáo pháp này có khả năng chứng được đạo quả vậy. Xin gửi lời đạo tràng nam mô của thầy. Dạ con thành kính là tri ân thực tội của họ. Hôm nay con không được nghe một cái lời giảng dạy rất là hữu ích và rất là lợi lạc, mà từ lâu cũng có những cái thành kiến cũng như sư đã nói. Thì hôm nay tôi có được mở mang cũng khá nhiều. Dạ bây giờ
giờ thì con nghĩ là cái thời gian nó cũng vừa phải lẽ, cũng sư cũng không được khỏe lắm. Thành ra là con có cho con nghĩ là con cũng sẽ cho thằng sư đi nghỉ sớm. Và con xin thay mặt cho thánh chúng trong đạo tràng có lời cảm tạ thánh sư. Chúng con một lần nữa thành kính tri ân đến lời giảng dạy vô cùng quý giá của thầy trò giáo họ, và làm cho chúng con hiểu biết thêm trên con đường tu tập. Một đời vì phước lời thân, là một đời vì phước độ sanh, biết nơi vô tấm duyên lành vô cơ, cho đời bất thực khổ đau không bằng phước lộc thâm thu lý nhiều. Và con cũng xin thay mặt cho chính tướng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư pháp thể dương tâm nay chúng sanh dị độ để tăng thành phước thực quả chân thành. À, Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mê Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cái tâm sở trí mà chúng tôi muốn nhắn nhở gửi quý vị đây. Đức Phật ngài sở dĩ chúng tôi dám nói mạnh như vậy á, mà nói một cách khẳng định luôn, bởi vì chúng tôi y cứ vào trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Nếu Phật ngài dạy rằng này chứ thì không, đây là con đường độc nhất thanh tịnh đưa người thực hành thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi, cái đường Ekayano mắc cơ, con đường độc nhất thanh tịnh. Và trong bản kinh mà Đại Niệm Xứ hay là tứ là Tứ Niệm Xứ đó, thì Đức Phật ngài dạy là cái người nào mà có duyên lành đầy đủ á, chiều hành sáng đắc, sáng hành chiều đắc, nhanh thì là 7 ngày, trung bình 7 tháng, nhưng không quá 7 năm mà thực hành đúng thì sẽ chứng đắc một trong 2 quả, là Bất Lai hay là A-la-hán. Dĩ nhiên là phải hành theo đúng bài bản của Tứ Niệm Xứ, tức là tuần tự mà đi chứ không phải gấp rút mà đi, tuần tự mà đi. Thì cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài không có nói cái nhân trí nó do bẩm sinh hay không bẩm sinh, nó là không phải do nhân trí nói ở là chủng tử quá khứ hay không chủng tử quá khứ, mà cái Đức Phật ngài nói người nào mà thực hành đúng Tứ Niệm Xứ không quá 7 năm được một trong 2 quả, Bất Lai hoặc Nhất Lai. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng nhân trí có thể ngay trong hiện tại này chúng ta tạo nó được, khiến cho nó sinh khởi lên để rồi dẫn dắt được cái nhân trí nó phát triển, mà cái tâm sở trí nó phát triển, cho nên nó vững mạnh, nó tăng trưởng, thì chứng đạt được đạo quả như vậy. Cái Đức Phật ngài đâu có nói trong quá khứ không, mà Đức Phật ngài nói chỉ hành tất cả rốt ráo mà không quá 7 năm, không quá 7 năm. Câu nói là trong kinh nó cũng là rất là tâm đắc cái vấn đề này. Bởi dĩ nhiên là tùy cái ước nguyện, ước nguyện như vậy chánh giác hay là ước nguyện độc giác thì không thể chứng đắc được rồi, nhưng mà cái vật này muốn ám chỉ cho những đệ tử thanh văn nỗ lực, nghĩa là đêm ngày không mệt mỏi đó. Thì không quá 7 năm sẽ một trong được 2 quả, mà 2 quả cao rồi chứ không phải 2 quả thấp rồi. Rất là quả Bất Lai với quả A-la-hán. Đức Phật ngài không nói tới 2 cái quả kia nữa đó. Nhưng mà nếu mình rốt ráo vậy thì có bớt bát lắm đó, thì chắc cũng được cái quả dự lưu. Thì điều này muốn nói là cái nhân trí ngay trong hiện tại chúng ta có thể triển khai, chúng ta có tạo được và chúng ta có thể làm cho tăng trưởng được nếu đúng cái cách thức thực hành tới mình sẽ vậy. Rồi nha, chúng ta còn nhiều tâm sở trí này, còn nhiều chuyện để chúng ta phải trình bày với quý vị, san sẻ với quý vị, và xem như đây là cái tâm sở mà chúng tôi
rất là tâm đắc. Nó nói cách khác là chúng tôi suy ngẫm cũng rất là nhiều, và đặc biệt là cũng rất tìm rất là nhiều tư liệu để học hỏi, để làm cho cái trí nó phát triển, và chúng tôi sẽ có những thời san sẻ cùng với quý vị. Quý vị cứ yên tâm, chúng tôi là hứa quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Bây giờ thì phúc báo sanh lên do Phật Pháp Đàm xin cúng dường anh Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong các ngài được có thể kinh an. Phúc báo sanh lên xin đem tới sự thân tâm được an lạc cho quý sư cô, nên sự thuận may trong đời sống sẽ vô tình lạc, và đặc biệt là tấn hóa trong pháp của hàng chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hôm qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài có thể thời dụng rồi xin nhờ cho tất cả Phật giáo đồ luôn được rất kỳ mọi sở nguyện, nhất là đạt được thánh quả đồng điều nhau cả thấy. Xin bây giờ quý vị hãy đồng tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sơn Khải Giác. Kính chúc quý vị an vui, xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần tới. Nam mô Bố Thầy Giác.